xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Hoàng Yến TV Official. Và ngày hôm nay thì lại đến một chủ đề nữa. Yến vẫn nấu ăn thôi, nhưng mà Yến sẽ làm bánh bò. Bánh bò rất dễ dàng. Nice. Bằng nồi cơm điện. Lần trước thì Yến đã làm bánh bông lan thành công bằng nồi cơm điện rồi. Yeah. Và mong là lần này thì Yến cũng sẽ làm bánh bò bằng nồi cơm điện thành công. Ở đây thì nguyên liệu chúng ta cần có để làm bánh bò thì đó chính là bột bánh bò. Cái này thì Yến đã mua bột bánh bò pha sẵn. Và ở đây là 225ml nước cốt dừa. Và đây là 175ml nước cốt dừa. Đây là đường nâu. Thường thì mọi người sẽ sử dụng đường thốt nốt, nhưng mà hiện tại thì Yến không biết order đường thốt nốt ở đâu, nên đâm ra Yến sẽ dùng tạm đường nâu. Và cái này thì là 198, 200g gì đấy, Yến cũng không nhớ lắm đó. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. À đây, mọi người nhớ nhá, đây là cái gói men nở ở trong cái gói bột này có sẵn luôn. Thì Yến sẽ cho vào đây một nửa cái gói này. Rồi, chép đúng một nửa. Tiếp theo thì Yến sẽ cho cái phần nước cốt dừa ít hơn vào, 175ml nước cốt dừa. Rồi bây giờ thì mình sẽ khuấy đều lên, sau đó thì sẽ dùng bao tay trộn nó lên. Đây là lần đầu tiên Yến làm bánh bò, Yến chưa bao giờ làm hết, nhưng mà Yến rất là thích ăn bánh bò. Thế chắc được rồi, bây giờ mình sẽ lấy bao tay. Ôi cái bột nó rất là mềm luôn đấy mọi người ạ. Mấy cái cách làm này thì em cũng chỉ xem ở trên YouTube xong rồi kiểu học lại làm theo thôi. Đấy. Nói chung là dạo này rất là thích làm bánh nấu ăn. Mình sẽ có hẳn một series nấu ăn quá đi mất thôi. Em nghĩ là như thế này chắc là được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ để cho cái bột này nó nghỉ trong vòng 30 phút. Thì trong vòng 30 phút đấy thì mình sẽ bọc túi ni lông lại và sau đó thì mình mang cái đường nâu này ra kia để làm. Ok, và bây giờ thì Yến sẽ bật bếp để làm nóng cái đường nâu này trước. Xong rồi sau đó thì mình mới cho cái phần nước cốt dừa này vào sau. Đường nâu ở đây lúc nãy nhìn nói là khoảng tầm 198 đến 200 gram nha mọi người. Hôm nay mình nấu ăn trầm tính quá ha. Mình không nói năng gì hết á. Nhưng mà chắc là nấu cái đường này nó hơi lâu để nó có thể chảy nước ra. Hay do mình cứ đảo nhỉ, không nên đảo, chả biết đâu. Sao mình chưa thấy cái đường này nó chảy nước ra nhỉ? Tại vì đây là lần đầu mình làm ý. Tại mình không có đường thốt nốt nên đâm ra mình dùng đường nâu. Đường nâu này là cái lọ mẹ mình cho. Thế nhưng mà nó không chảy nước thật mọi người ạ. Có khi nào mình phải cho một tí nước vào. Mình cho một chút nước ha. Xong rồi tí nữa mình cho nước cốt dừa. Yeah, chảy ra đi. Ồ, vậy là mình nghĩ cho nước sẽ là đúng đấy. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho cái đường này nó tan ra. Ây da. Làng bánh mẹp. Hôm nay lại còn nói lắp nữa. Bình thường đã luống cuống rồi, hôm nay còn nói lắp nữa mọi người. Sợ thật đấy. Ok, bây giờ mình sẽ giảm lửa xuống này. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước cốt dừa vào đây nha. Mọi người hãy đổ từ từ thôi. À, lần đầu làm sao mình thấy lo lắng quá à. Đó. Bây giờ mình khuấy đều lên nha mọi người.
kiểm tra xem nó còn pin không. Như buổi sáng ha, mình có quay một cái vlog mà đang quay nó hết pin. Mình buồn lắm mọi người ạ. Amazing, good job em. Ta nói nhỉ, si mê. Ok, tắt bếp. Ok, và Yến đã cho bột nghỉ được 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái hỗn hợp mà Yến vừa mới nấu lên, đó là đường nâu với cả nước cốt dừa vào trong này. Nãy giờ là Yến cũng để nguội một chút rồi. Ô, cái này nó hơi dính. Mong là mình sẽ làm đúng để mình được ăn ngon. Trông thì ngon rồi đấy mà kiểu bóp mỏi tay lắm rồi ấy mà. Thế này vẫn còn mấy cái cục này. Mình quyết định đi lấy máy đánh trứng đây mọi người ạ. Mình khá là sợ nó bắn đấy. Nghĩ là được rồi ấy mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ lại đi cho cái hỗn hợp này vào trong nồi cơm điện. Lại một ngày phải rửa quá nhiều bát đây. Ok đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột mà mình đã quấy lên từ lúc nãy. Mình ngửi là ngửi thấy mùi thơm rồi nhưng mà mình không biết là... Ôi thôi chết tôi rồi. Cho vào đây rồi tôi mới nhớ ra là tôi quên mất tôi chưa cho dầu ăn vào đây rồi. Vậy là quên chưa cho dầu ăn vào đây rồi, bây giờ làm sao ta? Bây giờ sẽ thử cho dầu ăn vào đây xong rồi quấy lên xem có đỡ không. Mình thật là ngu ngốc mà. Mình tin vào việc con người có niềm đam mê thì sẽ không... Thôi, mình sẽ tin vào việc mình có thể nấu ăn. Lúc nãy Yến chưa có bấm quay. Cái lúc mà đuổi vào đây ấy mọi người. Dấu hiệu của tuổi già đã tới rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chờ để xem là cái bánh bò của mình có được không. Mình sẽ để fast cook thì mình thường sẽ nấu trong 20 phút, xong sau đó thì mình sẽ để lại thêm một lần nữa. Ok, mọi người hãy chờ đón sản phẩm của mình nha. Mình tính là bây giờ mình sẽ đi làm bột rau câu đấy, mình còn là dứa, nhưng mà mình hồi hộp quá rồi. Bây giờ mình không biết mình nên làm gì, chắc mình đi rửa bát đây. Bye mọi người, mình sẽ đợi cho cái món bánh bò này ok đi. Nếu được mình sẽ làm thạch rau câu ngay nha. Later. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại. Trong lúc mà mình chờ cho bánh bò chín ý, thì mình sẽ làm thạch rau câu. Và ngày hôm nay thì Yến quyết định sẽ làm thạch rau câu cốt dừa, lá dứa. Thì ở đây thì Yến có 100g nước lá dứa. Cái này thì tại vì bị để trong tủ lạnh ý, nên đâm ra là màu nó hơi đậm hơn một chút xíu. 550g đường, 22g bột làm rau câu dẻo, một chút hương vanilla tan tan, và 200ml nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái nồi này 550g đường, nhiều ghê luôn, 22g bột rau câu. Xong rồi sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên trước khi mà mình cho nước vào. Bây giờ thì Yến sẽ cho 1,5 lít nước vào đây nha mọi người. Mình sẽ đổ vào đây. Bây giờ thì mình quấy lên một chút xíu nhé. Cái bánh bò của Yến ý, lúc nãy Yến đã lật một lần rồi mọi người ạ. Nhưng mà ý là ở nhà không có đĩa nào nó to hơn ý, thế nên đâm ra bánh nó hơi bị vỡ. Bây giờ mình đang đợi đến nấu lần thứ hai là hơn 20 phút nữa. Giờ thì mình cứ quấy để cho cái đường này nó tan ra thôi. Rồi mọi người hãy đợi trong 20 phút nữa, Yến sẽ quay trở lại. Chia đôi cái nồi này ra.
Xong sau đó thì mình sẽ làm một bên là lá dứa và một bên là nước cốt dừa nhá. 20 minutes later. Ok, bây giờ thì Yến đã xong 20 phút và đây là thành quả của chúng ta. Giờ thì Yến sẽ phải đun cái nồi này lên. Yến sẽ đun ở số 2 thôi cho nó nhỏ. Xong rồi sau đó thì Yến sẽ chia đôi cái nồi này ra và sau đó thì cho hai cái nguyên liệu này vào cái bánh bò ấy mọi người. Yến không biết nữa nhưng mà chắc là xong rồi. Bây giờ thì Yến sẽ trong cái khoảng thời gian chờ đợi này thì Yến sẽ đi lấy cái bánh bò cho mọi người coi nha. Mắc cười ghê. Rõ là mình làm y chang trên clip mà bánh của mình ra không có một cái rễ nào luôn. Cũng ngon. Cũng được. Nhưng mà sao nó không có cái rễ nào vậy? Ok, và bây giờ thì Yến đã nấu sôi cái phần thạch này với cả đường với cả nước, nó đã bắt đầu hòa quyện với nhau rồi. Và bây giờ thì Yến đang bật cho bếp nó nhỏ lại là số 3 thôi. Bây giờ thì mình sẽ chia cái hỗn hợp này ra. Mình nghĩ chắc đều đấy. Ở bên phần bên này thì mình sẽ cho cái nước cốt dừa vào đây. Mình sẽ khuấy đều lên. Còn phần bên này là mình sẽ đổ lá dứa vào. Bây giờ thì mình sẽ cho lá dứa vào đây. Nước lá dứa nha mọi người. Đó. Dùng hẳn hai cái muỗng đi. Tí rửa bát mệt chết luôn. Bây giờ mình khuấy cho nó đều thêm một chút xíu nữa. Chắc khoảng tầm 5 phút thì mình sẽ bắt đầu cho ra khuôn. A few moments later. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã làm xong cái phần hỗn hợp. Đây là nước cốt dừa. Còn bên này là lá dứa. Mình sẽ cho cái phần này vào đây trước. Bình thường ấy thì mình sẽ làm như thế này xong rồi mình cho vào trong ngăn đá tủ lạnh. Mà thôi được rồi, hôm nay vì mình bày ra để quay cho đẹp nên đâm ra mình sẽ ngồi chờ. Chắc lâu đấy. Đấy, mọi người có thể chiêm ngưỡng đây. Bánh bò của mình không có một cái rễ nào luôn ý, bực hết cả mình. Nhưng mà nói chung là ăn thì vị thấy cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng mà nó hơi bở. Hay chắc mình phải cho bằng ngăn đá đi cho nó nhanh. Đây, mọi người xem nó đã bắt đầu sấp mặt rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần màu lá dứa vào bên này. Mọi người nhớ nha, mình đổ ít thôi để cho nó khô nhanh. Rồi bây giờ mình lại đi cho vào trong tủ lạnh tiếp. Làm cái này là hơi bị giảm cân luôn đấy. Đi qua đi lại, đi tái đi hồi rồi. Chết rồi. Mình nghĩ chắc là chỉ khoảng tầm 2-3 lần nữa là mình phải cho cái nồi này lên trên bếp. Chứ không mà nó sẽ đông cứng lại cái phần này lại. À, chắc mình phải làm thêm quá. Mình cho vô cái bát này đi cho nó to, cho nó nhiều. Ok mọi người, và đây chính là thạch rau câu mà Yến vừa mới làm xong đây. Đó, mọi người thấy đẹp không? Được mỗi cái này là trông đẹp nhất. Cái này tại vì nó hơi tròn tròn xong rồi nó méo méo nên đâm ra là nó hơi không được phẳng lắm. Đấy, còn đây là bát Yến làm gọi là siêu to khổng lồ. Từng cái hàng này nó rất là dày luôn. Mà phải chờ khá là lâu. Thế nói chung là hôm nay thì mình làm thạch rau câu thì khá ổn nhưng mà bánh bò thì hơi fail. Thế nên đâm ra lần chắc là không có lần sau làm bánh bò nữa đâu. Chắc là mình sẽ chỉ làm tiếp thạch rau câu thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những cái vlog nấu ăn của mình. Mà mong là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe là tốt. Cũng như là
luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, cảm ơn mọi người. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Yến nha.